Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một buổi sáng và vui vẻ. Hôm nay thì mình đang đến một cái địa điểm rất là nổi tiếng của Sapporo và Hà Nội tại Đài Loan ạ. Đấy chính là bảo tàng Via Sapporo. Bây giờ mình đang đi bộ đến nhà, từ nhà mình đi thì mất khoảng 30 phút. Thì đây thì mình sẽ đi cùng mọi người xem nha. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại bảo tàng Via Sapporo. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người những hình ảnh là đẹp ở đây này nha. Đầu tiên đằng sau mình đó chính là một biểu tượng rất là đặc trưng của bảo tàng Via. Mọi người nhìn thấy ống khói sao không ạ? Bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem nha. Đây chính là bảo tàng Via Sapporo. Biểu tượng là có một cái ống khói rất là cao. Và lá thì cũng bắt đầu dần dần chuyển sang màu đỏ và có những cây lá đỏ ở đằng xa kia. Một địa điểm hẹn hò rất là lãng mạn. Đây chính là khu restaurant. Có chỗ cho mọi người, bạn sẽ đi thẳng ra Sapporo luôn. Đó, đây chính là cánh đồng hoa mặt trời thu nhỏ. Xe buýt nào sẽ đậu ở đây nhá. Wow. Có một điểm rất là đặc biệt ở đây nha mà mình thấy rất là hay, đó là mình có thể nghe nhạc. Và sau đấy thì mình cảm nhận cái không gian rất là đẹp như này, cảm giác nó rất là lãng mạn. Đó, nhạc này, gió này và lá nữa. Lá mọi người thấy xa xa không ạ? Lá bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Đó. Và nghe tiếng nhạc. Mọi người có thể nhìn thấy đây là thời gian làm việc nhá. Eigoji kan sẽ là từ 11 giờ đến 18 giờ. Giờ vào cửa cuối cùng mình có thể vào đó là vào lúc 17 giờ 30 phút. Và ngày nghỉ cố định sẽ là vào ngày 31 tháng 12 nhá. Mình đã đi lên trên tầng 3 và ở đây nhá. Nếu anh có nhận cái giấy hướng dẫn này thì là mình tham quan thì sẽ là mua điều hay là những thứ mới nhất, mình sẽ tham quan từ tầng 3 trở xuống. Sau này đến tầng 2 này, và đến tầng 1 và đến tầng 1 thì mình sẽ có cái một cái cốc sự, đấy là cái thưởng thức bia. Thế này nó sẽ là nhiêu điều hay là mất tiền, và đây là sẽ có bảng giá nhá. Có thể là một cốc mình sẽ là 300 yên và có thể một loại là 300 yên này. Ở đây là có từ 3 sư lưu, 3 loại thì sẽ là 800 yên. Đây là mình cái giá nhá. Nếu mà tham quan không thì sẽ là mua điều miễn phí, còn nếu thưởng thức bia thì sẽ mất tiền. Các bạn nhớ nhau, ở đây là có ghi là no video, có nghĩa là không được quay phim, nhưng mà nếu mà mình chụp ảnh thì ok. Vậy thì mình sẽ chỉ chụp ảnh ở trong này thôi, mình sẽ không quay cho mọi người đâu. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cái quốc sự mà mình thấy nhiều nhất. Mọi người có thể thấy ở đây có là A, B, C, D. Tức là bên người đại ca là biết khác nhau và có giá là 300 yên. Và 300 yên, 350 yên, đó có khoảng 950 yên, A, B, C đúng không? Và đấy chính là 3 loại bia truyền thống trở thành của bạn. Và loại D là khi mà mình muốn uống 3 loại trên thì mình sẽ được combo giảm giá còn 800 yên. Các bạn nào mà chỉ uống 1 trong 3 loại thì các bạn có thể tham khảo 3 trên nhé. Và tất cả ở đây thì nó có thể có cái chuyện là 400 yên, có nghĩa là sẽ có thêm đồ nhắm mọi người nhé. Còn E 200 yên thì nó không phải dạng tốc như này, nhưng mà nó sẽ là dạng lon như này, nó sẽ là 200 yên và cũng sẽ có 400 yên nhé. Ok, mình sẽ đi thưởng thức bia. Người sẽ phải mua nhá, có thể là mình sẽ mua chứ không phải người ta bán cho mình nhá, mình sẽ tiền ra ngoài và mua cái sự đấy, mình vừa chọn cái sự đấy rồi. Chúng mình đã uống cạn hết ba cốc bia rồi, bây giờ mình người cũng hơi sáng sáng chút rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển đến điểm tiếp theo. Đấy, mọi người đã uống cạn ba cốc bia rồi đấy. Điểm tiếp theo là đâu thì chưa biết, mình cứ đi thôi. Xin chào mọi người, chào mọi người. Vậy là chuyến du lịch bảo tàng bia của chúng mình đến đây là kết thúc. Kết thúc rồi ạ. Hy vọng là mọi người sẽ có một với những cái review mà mình đã cho mọi người chia sẻ cho mọi người, thì hy vọng mọi người sẽ có một chuyến du lịch thật là vui vẻ nhá. Hoặc nhớ để đến thăm bảo tàng bia Sapporo nhé mọi người nhá. Bye bye.
ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、さようなら。